Vâng. Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin test một cây đàn nguyệt lắp sẵn EQ cho một anh khách ở miền Nam. Anh tên là Thuận. Anh Thuận có đặt một cây đàn nguyệt để chơi, thì bây giờ em xin mời anh Thuận nghe thử cái chất âm của nó nhé. Bây giờ em sẽ tắt cái chức năng trước để anh nghe vào âm thanh ngoài. Xin chào mọi người.